Về được ít âm ly gương của Nhật này các bạn này, âm ly mặt gương. Đấy, đây là lý do tại sao anh em gọi là mặt gương này. Đấy, các bạn nhìn là soi gương luôn này. Đấy. Dạ. Soi gương luôn. Em vừa dỡ ra nha các bác nhé, vừa dỡ ra xong toàn mặt gương thôi. Đằng này cũng có này, rất nhiều toàn mặt gương. Sáng choang luôn. Về giá thì nó cũng tùy theo tình trạng nha các bác nhé. Bởi vì những cái con mặt gương này đẹp xấu nó sẽ có sự chênh lệch đấy. Đây các bác nhìn này này. Này, nhìn cái ngóc này. Ruột này các bác này. Hàng bãi nó như này, những cái con mặt gương em chọn rất là kỹ. Các bác nhìn cái nắp máy này, nó còn có độ sần lên như này này. Cái sơn của cái bọn này nó là sơn sần. Đấy, nó có những cái hạt nó gồ gồ lên, nó ráp ráp lên, rất là đẹp. Này các bác nhìn nhá, nó đẹp không tìm hết luôn. Em sẽ lên clip và làm clip phục vụ các bác. Dòng 607i và dòng 607 alpha ấy thì có rất là nhiều anh em muốn em test cùng với dòng sạc pin Vega, thì để em sẽ soạn ra xem, sẽ thử với một cặp sạc pin Vega dòng bát 30 nhé. Em sẽ test cho các bác nghe thử với dòng RE30 hoặc là dòng E312. Ngày mai ngày kia em sẽ lên xong cho các bác. Bây giờ là dỡ xong rồi em sẽ ngồi em test đó. Ngồi test hết cái đống này thì mất, các bác cứ xác định phải mất cả ngày, rất là lâu, rất là mất thời gian. Bởi vì mình test rồi mình kiểm tra các cái tính năng âm ly thì để test thì nó cũng phải đòi hỏi nhiều thời gian hơn loa. Loa thì chỉ có kêu xong mình nghe kỹ nó ok thôi, chứ còn âm ly thì phải test lâu hơn. Đấy. Những hàng bãi nó đẹp như thế này về đã thấy ưng rồi các bác. Này các bác nhìn lún này. Này để em xem rút được ra em cho các bác xem cái lún. Không rút này này. Nó đẹp như này cơ mà. Này. Cái lún nó cũng soi gương được luôn. Mà những cái con này thì các bác hiểu là nó toàn những cái con thập niên 80. Mà người Nhật người ta sản xuất cái công nghệ người ta đẹp như này. Nó không hiểu nó làm cái gì. Đấy. Em sẽ test với sạc pin này và em sẽ test cho các bác với một cặp loa cây của châu Âu nhé. Cầu loa. Những con này về cái lô này thì em rất là ưng ý. Anh em nó qua sớm thì chọn nhé. Chọn được rất là nhiều. Cơ bản lô này thì em đã chọn sẵn này. Kể cả XDCAT này. Rồi những con này đều rất là đẹp. XDCAT thì lô này em về được khoảng 3-4 con thôi. Không có nhiều. Tại vì XDCAT bây giờ cái nhu cầu chơi của anh em lên rất là cao. Anh em chơi XDCAT nhiều, những cái con chỉ vàng mà nó đẹp như này anh em chơi rất là chuộng. Đấy. Cả Xtra nhé, Xtra cũng nó soi gương. Cái lô này ở đây là cái chồng mặt gương này. Xtra cũng soi gương và DR cũng soi gương. Toàn những dòng mặt gương, mặt bóng kính rất là đẹp, sơn bóng kiểu piano. Anh em nào mà thích kiểu nhà mà thiết kế để bày cái này vào rất là đẹp. Rồi chờ em test nhạc nhé. Chờ em sẽ test cho các bác lên combo cho các bác chơi.